Hồ vô mấy cái tháp vọng bông đỏ Eiffel. Cây này đẹp quá à. Phải. Chú lên em. Cầm máy quay cho chị ơi. Quay được cái cây đó nha không? Cầm cái này hết pin rồi. Phải, chụp hình này không? Ý da, đẹp ghê không? Quá chừng đẹp luôn. Cái bụi này sao đẹp dữ ta. Bụi này cho nó lâu năm dữ lắm rồi. Nó nằm cái thế đẹp quá chừng luôn. Đó. Đẹp ghê chưa. Đó. Quá chừng đẹp luôn. Này cho ta. Để quay mấy bà. Đây là ở trong tháp tháp Kim Lân hả? À, trong khu vui chơi mà đi ra mấy cái chữ ở bên bên kia. Đi ra cho bà ba ăn cơm. Mấy giờ rồi chú Lêm? Đi, đi ra. Đi, ra đây nè, đó, xe du lịch kìa. Đậu rồi đó. Đi, ra ăn cơm, cái bụng. Đi. 11 giờ mấy mà. Rồi, ra ăn cơm về. Bụi cao 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 cây, một trong cái gốc nhảy 19 cây. Xuống đập dịch bảy ơi.